Để cứu vãn mặt trận Kursk khỏi sụp đổ, ít nhất là qua cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, quân đội Ukraine đã phải rút những đơn vị tinh nhuệ ở chiến trường Donbass tung vào Kursk và đây là cơ hội để Nga tiêu diệt. Quân đội Nga đã liên tiếp tiêu diệt các đơn vị thiết giáp mà Mỹ trang bị cho Ukraine ở mặt trận Kursk. Mệnh lệnh của tổng thống Putin là đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi Kursk vào cuối tháng 10. Mặc dù chưa đạt được, nhưng quân đội Nga đang chiếm thế chủ động trên chiến trường. Trang Top qua của Nga ngày 28 tháng 10 đưa tin, lực lượng thiết giáp Ukraine chạm trán với quân Nga gần làng Novoy ở tỉnh Kursk và hai bên đã giao chiến ác liệt. Trong trận đánh này, quân Nga đã tiêu diệt thành công một đơn vị thiết giáp, trang bị xe chiến đấu bộ binh Bradley thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Ukraine. Xe chiến đấu bộ binh M1A2 của Ukraine bị bắn cháy ở khu vực Kursk. Trong trận đánh này, thậm chí xe tăng M1 Abrams của Mỹ cũng bị quân đội Nga bắt sống. Và trận đánh này cũng là mô hình thu nhỏ của những trận đánh ở mặt trận Kurs, cho thấy quân đội Nga hiện rất coi trọng việc tiêu diệt những lực lượng chiến đấu tinh nhuệ của quân đội Ukraine. Nguyên nhân chính khiến quân đội Nga điều chỉnh chiến lược chưa giúp toàn lực vào mặt trận Kurs là do việc Ukraine chiếm đóng khu vực Kurs không có tác động lớn đến Nga. Ngay cả khi quân đội Ukraine bị đánh bật ra khỏi lãnh thổ Nga cũng sẽ không tác động lớn đến toàn bộ chiến cuộc. Thậm chí quân đội Nga còn sử dụng Kursk để cầm chân, sau đó liên tục tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của quân đội Ukraine, tiêu hao khả năng chiến đấu của Kiev ở mức độ lớn. Điều bất cập với Ukraine lúc này là quân số và vũ khí của họ ở Kursk đều được rút ra từ mặt trận Donbass và phần lớn đều là lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine. Việc sử dụng mặt trận Kursk để tiêu diệt quân chủ lực của Ukraine sẽ rất có lợi cho Nga trong tình hình chung. Đối mặt với chiến lược chiến tranh hủy diệt của quân đội Nga, Ukraine dù sao cũng không tìm được biện pháp tốt hơn để ứng phó, tình hình không nằm trong tầm kiểm soát của Kiev. Trong bối cảnh mà trận Kursk có nguy cơ thất bại, Ukraine phải huy động khẩn cấp lực lượng từ Donbass. Theo tình báo Nga, Ukraine đã huy động 6 lữ đoàn quân tinh nhuệ được NATO huấn luyện và trang bị từ khu vực Donbass tới Kursk, trong đó có 3 lữ đoàn tinh nhuệ gồm 21, 47 và 116. Đây là những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine hiện nay và là lực lượng chủ lực trong bảo vệ Donbass của Ukraine. Tám nữ đoàn chủ lực của Ukraine trước đó được tung vào mặt trận Kursk, rõ ràng không thể chịu được cuộc tấn công tổng lực của quân đội Nga. Tuy nhiên, khi ép đã chót cỡ trên lưng cọp, nên việc tăng quân trở thành một phương án bất lực. Ngoài việc huy động quân tinh nhuệ từ mặt trận Donbass, Ukraine còn sử dụng một số lượng lớn lính đánh thuê phương Tây ở mặt trận Kursk, trực tiếp giúp quân đội Ukraine ổn định tình hình. Theo tình báo Nga, lính đánh thuê từ Ba Lan và các nước khác cũng bắt đầu đổ vào Kursk để chiến đấu bên cạnh quân đội Ukraine. Ngoài lính đánh thuê thông thường, Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã bắt đầu lên kế hoạch triển khai lực lượng đặc nhiệm và cố vấn quân sự vào Ukraine để chiến đấu. Phía Nga coi đây là những mục tiêu ưu tiên để tiêu diệt ở Kursk.